Xin kính chào anh chị và các bạn đang theo dõi bản tin nhận định thị trường chứng khoán phiêu dịch ngày 19 tháng 4 hôm nay của mình Dương Lớ. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với channel của Dương Lớ có thể để lại một like cũng như là subscribe để chúng ta có cơ hội gặp lại nhau ở trong những bản tin nhận định thị trường tiếp theo. Và ngoài ra mình cũng sẽ livestream vào lúc 9 h tối thứ hai, thứ ba thứ năm các ngày trong tuần. Phiêu dịch ngày hôm nay vn đã có những cái pha cũng có những cái nỗ lực hồi phục vào phiên giao dịch buổi chiều tuy nhiên thì về cuối phiên thì thị trường lại gặp phải áp lực bán và kết phiên giảm 18,16 điểm về vùng 1174 điểm, VN30 cũng giảm 16,71 điểm về 1194. 194 à, tất nhiên thì đây không phải là cái mức điểm thấp nhất trong phiên ngày hôm nay, đã phiên ngày hôm nay thì đã có những lúc thị trường của chúng ta giảm trên 20 điểm rồi à, và cuối phiên thì mình cũng đánh giá là những cái nỗ lực này không phải là công cốc đâu, thế nên là anh chị ở thời điểm hiện tại cũng đừng quá là bi quan mà thật ra đây sẽ không phải là lúc mà chúng ta bán nữa, đây là cái lúc mà chúng ta bắt đầu hãy tìm cho mình những cái ý tưởng để bắt đầu đầu tư. Tại sao lại như vậy ạ? Tại vì uh, chúng ta sẽ đi qua cả hai yếu tố nhé. là vừa là yếu tố cơ bản và vừa là yếu tố mang tính kỹ thuật anh chị nhá. Thì đầu tiên mình sẽ đi qua cái yếu tố mang tính chất cơ bản trước đã thì hôm nay đúng không ạ là rất là nhiều nhà đầu tư đang lo sợ là A à, là là Israel và Iran mà xung đột mà căng quá hai bên trao đổi vũ trang à, trao đổi gọi là là đạn dược thì Việt Nam của chúng ta có bị ảnh hưởng hay không thì không cần phải gọi là đoán non đoán rào đoán non nữa mà Iran nó đã nói là không có kế hoạch trả đũa Israel thì phần nào đó thì cái tâm lý của thị trường trên toàn thế giới à, cuối tuần này cũng sẽ phần nào đã ổn hơn khi mà chúng ta nhìn thấy là Bitcoin đã bắt đầu tăng trở lại đúng không ạ? Dow Jones là khả năng cao là sáng ngày mai nó cũng sẽ xanh điểm đó thế giới phần nào đã ổn hơn này về cái tình hình địa chính trị Tất nhiên là cái, cái cuộc chiến này nó sẽ còn kéo dài, nó sẽ còn một khoảng thời gian nữa chúng ta chưa được chưa đưa ra được kết luận được. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy là trong ngắn hạn là nó đã êm xuôi hơn một chút. Tiếp theo nữa là từ ngày 19 tháng 4 hôm nay là ngân hàng nhà nước công khai bán ngoại tệ can thiệp tỷ giá bắt đầu hạ nhiệt. Đúng không ạ? Tức là giống như là mình đã phân tích ở trong những cái buổi livestream trước là ngân hàng nhà nước sẽ phải bán dự trữ ngoại hối bán đô ra ngoài thị trường để làm tăng cái nguồn cung đô lên để giảm áp lực lên đồng Việt Nam đồng. Tại vì cái tỷ giá của chúng ta đang neo rất là cao ở cái vùng 25.473 đang rất cao nhá, mức cao nhất. À, tuy nhiên ý, thì về cái mặt ngắn hạn nhé, về cái mặt ngắn hạn, cái việc bán đô ra ấy, thì nó sẽ làm hạ nhiệt tỷ giá. Thật ra cái việc tỷ giá tăng cao, tăng tăng mạnh như thế này ý, là do là đô ngân hàng nhà nước họ bán phong vào trước cho các cái ngân hàng thương mại, đó thì nó sẽ tạo nên một cái gấp ấp khiến cho tỷ giá tăng rất là mạnh trong một tuần vừa rồi. Tuy nhiên thì khoảng thời gian tới khi mà uh, các ngân hàng thương mại này, ngân hàng nhà nước cùng cùng với nhau là đẩy cái nguồn cung đô ra ngoài thị trường, thì dần dần này cái tỷ giá nó sẽ hạ nhiệt, hạ nhiệt, hạ nhiệt. Thì nếu như mà cuối tuần này và và, và thứ hai tuần sau chúng ta thấy tỷ giá hạ nhiệt thì nó lại là một trong những cái tin tức bắt đầu là an ủi cái tâm lý của nhà đầu tư, nhà đầu tư nó sẽ uh, đỡ, đỡ 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 bị căng thẳng hơn. Tuy nhiên thì để nói về cái 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 việc bán đô này thì mình cũng có một vài các cái suy nghĩ sau. Thì dự trữ ngoại hối của ngân hàng nhà nước của chúng ta đang rơi vào khoảng 100 tỷ 100 tỷ anh chị nhé Đây Phó Thống đốc cũng có nói là có 100 tỷ USD dự trữ ngoại hối Ngân hàng nhà nước sẵn sàng có thể bơm ra ngoài thị trường Thì tuy nhiên thì đang có những cái nguồn tin không chính thức Mình xin nói là không chính thức Chưa confirm Là ngân hàng nhà nước bơm 24 tỷ USD để cứu SCB đó Nếu như nhá, Mình chỉ nói là nếu như cái tin tức này là đúng Thì dự trữ của chúng ta đang còn khoảng 76 tỷ USD Và câu hỏi đặt ra là ngân hàng nhà nước sẽ bán được bao nhiêu tỷ đô và sẽ bán trong bao lâu đúng không ạ thì chúng ta phải hiểu như thế này cái áp lực lên tỷ giá nó sẽ cấu thành bởi một là cái dòng chảy của đô vào nền kinh tế Việt Nam có nhiều hay không đấy thì chúng ta có thể nói đến là FDI này chúng ta có thể nói đến là kiều hối về Việt Nam này đó, nói đến là các cái khoản đầu tư từ các quỹ đầu tư về Việt Nam này nâng hạ thị trường vân và vân vân và tiếp theo nữa à, yếu tố thứ hai là cái chính sách tiền tệ giữa Việt Nam và Mỹ đang trái dấu thì hai cái yếu tố đó nó sẽ tạo nên cái áp lực cho tỷ giá thì chúng ta sẽ phải đi và phân tích hai cái yếu tố đó để biết được rằng là a à, tỷ giá trong khoảng thời gian tới khi nào thì nó sẽ có cái 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 triển vọng hạ nhiệt thì liệu cái ngân hàng nhà nước của chúng ta có thể bán đô đến thời điểm đó hay không và bán bao nhiêu đô để 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 để, để, để hạ nhiệt cái áp lực lên tỷ giá trong khoảng thời gian tới thì ở cái về thứ nhất đó là cái dòng chảy của đô vào thị trường vào thị trường Việt Nam ấy thì chúng ta thấy là à ok Việt Nam thì rất là vẫn có triển vọng thu hút cái vốn FDI cho năm nay đúng không ạ hay là, là sản xuất các cái nhà máy sản xuất chip này chất bán dẫn tại Việt Nam vân vân và vân vân tuy nhiên đấy thì chúng ta cần phải biết xem là bao giờ thì cái nguồn vốn FDI đấy nó sẽ giải ngân vào Việt Nam chưa có thông tin đúng không ạ thì chúng ta bỏ qua nhé cái đấy là là, là cái FDI là chưa tính được nhé Thứ hai là kiều hối về nước thì thôi kiều hối trên năm nào cũng về nước thì mình cũng không đánh giá là nó sẽ là một cái lượng lớn đâu. Thì cái về thứ nhất thì mình đang chưa chính mình đánh giá là chưa chính xác, tức là chưa có cái tác động quá là tích cực đến với thị trường, đến với tỷ giá. Thứ hai là chúng ta nói về cái chính sách tiền tệ. Thì cái chính sách tiền tệ của Mỹ ở thời điểm hiện tại lãi suất vẫn đang ở cái mức cao nhất. Tuy nhiên ý, thì chúng ta nhìn thấy là cái CPI của Mỹ đúng không ạ? là đã tăng lên 3,5% trong lời công bố gần nhất. Và bây giờ cộng thêm cái căng thẳng chính trị giữa Iran và Israel nữa nó ảnh hưởng đến cái giá dầu và giá dầu là một trong những cái yếu tố nó tác động đến cái chỉ số CPI thì nó sẽ có khả năng là CPI nó sẽ tiếp tục tăng trong khoảng thời gian tới. Mà khi CPI tăng nhưng mà chúng ta nhìn vào cái nền kinh tế của Mỹ nhá, tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang rất là tốt, GDP cũng đang rất là tốt, PMI cũng ổn. Thì có nghĩa là nền kinh tế của Mỹ ổn thì không có lý do gì ông Fed ông phải hạ lãi suất sớm cả, tại vì nền kinh tế vẫn ổn đối với cái lãi suất cái cái nền lãi suất hiện tại. Thì tại sao chúng ta phải hạ lãi suất? Chúng ta thà chúng ta cứ để tiếp để cho cái CPI hạ nhiệt hạ nhiệt dần rồi chúng ta giảm sau cũng được đúng không ạ? Thế nên là cái khả năng mà chúng ta hạ được lãi suất vào cái thời điểm tháng 6 tới là rất là khó. Mà theo quan điểm của mình là khả năng phải tháng 9 chúng ta mới thấy được ông Fed hạ lãi suất. Đó thì thì ở cái về thứ hai thì mình phân tích ra là à liệu ngân hàng nhà nước có liên tục bán đô được đến thời điểm tháng 9 hay không? Từ bây giờ là tháng 4 đến tháng 9 còn 5 tháng nữa. Ừ, thì cũng cái đấy là phải phải tính nhá, phải suy nghĩ. Thì cái tháng 9 đấy nó cũng nó cũng lại là một cái tháng mà nó đi cùng với một cái sự kiện nữa là cái sự kiện review đúng không ạ? nâng hạn thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Thì nếu như mà chúng ta được review mà được à, gọi là được cho vào cái rổ xét duyệt để nâng hạn thị trường ấy thì cái thời điểm tháng 9 có lẽ sẽ là cái thời điểm tháng vàng của thị trường chứng khoán Việt Nam với những cái tin tức ủng hộ cho tỷ giá rất là nhiều. Tuy nhiên nhá thì sau cái câu chuyện về bán ngoại dự trữ ngoại hối ấy, thì trong ngắn hạn thì mình nghĩ là tỷ giá nó sẽ ổn thôi. Nhưng cái câu chuyện về dài hạn thì như thế nào thì chúng ta phải xem xét. Khả năng cao là về dài hạn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái dự trữ ngoại hối của Việt Nam mình nhá. Thì à, về cái đó thì mình cũng chưa có đủ cái dữ liệu để phân tích thì mình sẽ đưa đến một bài phân tích cho mọi người ở trong những cái video khác. Ok không ạ? Đấy thì đấy là long term thì nó cũng chưa ổn đâu. À, tuy nhiên ý, về ngắn hạn thì quan điểm của mình đây lại là cái thời điểm mọi người không bán nữa. Đây là cái thời điểm mà mọi người đừng có sợ nữa. Đúng không? Này ở đây mình có nói này, cái giai đoạn thị trường 1.200 290 điểm thì mọi người đua nhau là là FOMO đu đỉnh xong rồi bảo là, là kiểu gì chả vượt 1300. để đua lệnh rất dễ dàng. Nhưng tại sao khi mà thị trường lại đưa ra chiết khấu rẻ lại cho ra điểm mua về cái vùng mua hợp lý đấy quanh từ 1150 đến 1180. Thì anh em lại lo, anh em lại sợ mà sợ nó giảm về 1.000 đúng không ạ? Đấy đấy là cái tâm lý của nhà đầu tư thì lần thời điểm nào cũng vậy thôi. Cái đợt mà nó thật là cái cái đợt mà mình hô thị trường là điều chỉnh ấy. Mọi người chửi mình rất là nhiều, mình nói thật. Tất nhiên là là là, là, là mỗi người sẽ có một quan điểm những người đang cầm hàng mà gặp những người mà, mà gặp những cái ông như mình mà bảo là thị trường chuẩn bị điều chỉnh, tất nhiên là phải trả gọi là, là là chửi cho té tát, tại vì khác gì mình mình hô điều chỉnh khác gì là rủa người ta mất tiền đâu đúng không? Tuy nhiên thì cái cái gì mình nhận định cái gì mình nhìn thấy thì mình vẫn chia sẻ với mọi người. Thì nếu là mọi người có thể tham khảo ý kiến của mình. Nếu như mọi người hành động theo cái 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 chia sẻ của mình thì có lẽ là đây sẽ là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu có thể đi dò đáy nhá. Mình thì mình không bắt đáy, mình sẽ đi dò đáy. Dò đáy như thế nào ạ? Đây, ví dụ ở đợt, ở đợt trước này, mùng 4 tháng bốn mình có nói đây là cái ngưỡng là, là, là rất là rủi ro nên là cái đoạn này nó sẽ là cái đoạn mà phải phải hạn tình trọng và ở đấy là chắc chắn là mọi người vẫn phô mua rất là nhiều còn hôm nay thì mình nói view của mình nhá mua 150 và mua 180 lại là cái vùng thị trường sẽ hồi phục và là cái vùng mình sẽ đi mua dần đấy tại sao như vậy thì chúng ta xét qua về cái mặt phân tích kỹ thuật một chút thì ở đây đúng không ạ mình có kẻ một cái fibo từ cái dưới đáy lên thì với cái fibo dưới đáy lên này này thì hồi trước những buổi livestream trước mình có đưa ra hai kịch bản cho mọi người. Một là nếu mà kịch bản mà nó cứ cò cơ đi ngang đi ngang như này ấy thì nó sẽ kéo hồi lên rồi nó phang xuống rất mạnh. Thì chúng ta có thể thấy những cái mốc sâu hơn. Nhưng mà nếu mà nó phang liên tục này nó phang 1 2 3 bốn ngày, 4 ngày. Trong vòng 4 ngày mọi người ạ, à, chúng ta giảm bao nhiêu điểm? Chúng ta giảm 112 điểm, 8,8% trong vòng 4 ngày. Đó là một mức giảm rất mạnh và rất nhanh thì cái việc mà đạp và giảm càng nhanh ý, thì hồi phục sẽ càng nhanh và hồi phục càng sớm xảy ra mọi người nhá cái quán tính nó là như vậy cái gì mà càng dốc cái gì mà xu hướng càng mạnh mẽ thì đảo chiều cũng rất là nhanh và ngoài ra đây sẽ là cái vùng fibo bắt đầu có cái ngưỡng hỗ trợ của chúng ta hỗ trợ ở đâu đây là fibo 0.5 fibonacci quanh cái 1158 157 này thứ hai đây là ma 100 không ngày của chúng ta chúng ta mất à, xin lỗi ma 200 không ngày chúng ta đã rút chân tại ma 200 không ngày này còn nếu như mà chúng ta nhìn vào chặt tuần của VN Deck, đúng không ạ? Chúng ta đang rút chân tại MA50 Và quan điểm của mình là chúng đây là cái nhịp Spring xuống dưới khỏi MA200 khung tuần và nó sẽ kéo lại trong tuần sau Nó lấy lại tuần sau luôn Đó, Tất nhiên là để hồi luôn thì chưa biết Hồi luôn thì chúng ta phải xem xét về yếu tố cơ bản nữa Nhưng mà khả năng cao rất cao tuần sau sẽ là cái tuần hồi Tuần hồi phục mọi người nhé Đấy là chỉ tính về mặt Fibo thôi nhé Ngoài ra nữa thì chúng ta có một cái trendline rất là dài Thì tất nhiên là nếu mà trong kịch bản số nhất kịch bản gọi là rất là tệ đi thì chúng ta quay lại test cái trendline này cái trendline này thì tận 1100 nhưng mà quan điểm của mình rất khó về đấy tại sao nhìn đi nước ngoài nó mua lại đang tức là họ không mua nhiều nhưng họ đang bắt đầu đi dò đáy 9 679 tỷ tự doanh cũng bắt đầu mua lại 533 tỷ chỉ có nhà đầu tư là vẫn bàn tháo trong phiên dịch ngày hôm nay và theo như mình có tìm hiểu thì mùa jean tại một số công ty cũng không căng một chút nào cả, rất nhiều nhà đầu tư bán trong khoảng thời gian vừa rồi. Nên là cái tình trạng côn mùa jean chéo hay là phọc xeo là gần như rất khó để có thể xảy ra. Ý là gọi là côn chéo ấy. Mọi người nhá. Nên là chúng ta cái kịch bản mà côn chéo gần như là, là là, không thể diễn ra được rồi. Đấy. À, thứ hai nữa là chúng ta có thể thấy là à hôm nay Đăng hồi thì nó lôi cái bài gì ra nó lôi con vick này nó đạp đúng cuối phiên nó lôi con VIC để nó ra đạp đây chúng ta nhìn con VIC 15 phút đây đúng không ạ đây đầu ngày hôm nay đầu ngày hôm nay để đến cái đoạn cuối này đang hồi lên rồi hoặc là cuối đặt túi bụi con VIC gấp đao trong phiên ATC thì chúng ta phải hiểu là a à, đặt con VIC này để làm gì mục đích là gì là vì thị trường hồi hồi nhanh quá các phe gom hàng họ chưa gom xong Tây, lo, tây Long này tự doanh họ chưa gom đủ long thì họ sẽ phải để giữ điểm thị trường, đạp điểm thị trường ở trạng thái short, tạo trái giảm điểm để một là nhà đầu tư cá nhân sợ và bán mất hàng, hai là để cái cái nền giá thấp để họ gom long lại và họ gom cổ phiếu lại. Mọi người nhá. Đấy, hôm nay sáng ngày hôm nay thì uh, mở cửa ra ấy, khối ngoại họ sọt rất là nhiều, họ sọt 8.000 hợp đồng. Và đến chiều là họ bắt đầu mua gom lại cái 5.200 hợp đồng này. OI ở thời điểm hiện tại là 38.966 không phải là cái khối lượng lớn Đây sẽ là cái thời điểm mà cái khối lượng này nó sẽ là khối lượng bắt đầu hồi phục kỹ thuật diễn ra Chúng ta hãy cùng nhìn qua cái vị thế uh, phái sinh của tự doanh và và, và Tây Long Mọi người nhé uhm, Đây Tây Long uh, 17.300, à hôm nay tự doanh sọt nhiều Đến thời điểm hiện tại tự doanh vẫn đang cầm 20.000 sọt, đây là một cái khối lượng sọt khá là nhiều của tự doanh nhé Đây là một trong những lần hiếm đấy, mình thấy tự doanh sọt nhiều hơn cái khối lượng lo của Tây Long thì chúng ta sẽ à, quan sát xem là đội tự doanh này họ sẽ đóng sọt không trong cái tuần sau thì đây là cái cái biến cái 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 rủi ro cái biến ở thời điểm hiện tại mình nghĩ là mang cái tính tiêu cực cho thị trường trong khoảng thời gian tới thôi còn lại thì à, ở thời điểm hiện tại thì mình đánh giá là cái khả năng rất là cao cái tuần sau sẽ là cái tuần hồi phục hồi phục tốt hồi phục mạnh vì sao vì chúng ta hãy nhìn qua mặt bằng chung các cổ phiếu ví dụ như nhóm thép HPG về MA 200 rút chân HSG à, g thì khá là yếu thủng m 200 nhưng mà Nam Kim cũng về MA 200 rồi đấy đây là mấy cái con leader của nhóm thép nhé về MA 200 nhóm ngân hàng thì sao ạ Liverpool thì không không nói nhá rất là khỏe giảm gần giảm giảm, giảm sàn đấy rút chân lên tham chiếu cực khỏe VIB tìm về MA 100 bỏ qua con này về MA 100 rút chân nhá CTG về MA 100 rút chân nhá STB thì thôi về lại đáy cũ đấy, rút chân ngay lập tức cũng rất là khỏe VBank về đáy cũ rút chân đúng không ạ HDBank tìm về MA 100 này Techcombank, à, Techcombank neo cao quá phải về M50. À, MB MB còn mấy con đang chơi vơi, còn mấy con khá là chơi vơi thôi. BID về MA100 rút chân. Tức là sao? Mình phân tích mấy cái này để làm gì là chúng ta nhìn thấy là đa phần các cái cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm ngân hàng đều đã vùi về đến cái vùng hỗ trợ cứng của mình. Một là đáy cũ hoặc hai là MA200 hoặc là MA50 gì đó. Hay là nhóm chứng khoán này hơi yếu này, VIX hơi yếu này, rơi khỏi MA200 yếu nhá. CTS thì phải rút chân ở MA50, mình tin con này sẽ rút chân ở MA50 trong tuần sau AGR về MA 100 có hồi không? Đấy, hãy đặt ra câu hỏi như vậy. VDS thì sẽ bị bán chung cùng với Dabaco, con này thì bỏ qua. Xem nào mấy con to to nhá. Chứng khoán HCM đi. HCM à rơi khỏi MA 100 khá là yếu nhá. Khá là yếu. SSI thì sao? Về MA 200 có hồi không? Đấy, hãy đặt mọi người hãy tự tự trả lời câu hỏi đó. Đấy, MBS này chạm MA 100 rút chân. Đó, thì chúng ta nhìn chung nhá. Đấy, chạm MA 100 này có rút chân. nào chứng khoán nó cũng về đến hỗ trợ cứng này, này. À, bất động sản thì sao? bất động sản này đạp phá kinh bất động sản thì đa phần là mất nền ví dụ kdh thì được nhá chạm ma 100 rút chân này bỏ mình chọn một con khỏe thôi Mình con yếu yếu như kiểu xeo sủng dg này mất nền hết dpg thì thôi, thôi bỏ qua novaland thì quá yếu pdr nó về ma 200 có rút chân không tất cả đều về hỗ trợ cứng đúng không ạ tất cả các cái nhóm vốn hóa lớn của thị trường đều về vùng hỗ trợ hỗ trợ cứng thì chúng ta hãy tự hỏi nếu mà treo theo theo trường phái phân tích kỹ thuật đi về hỗ trợ cứng thì sao ạ thì sẽ phải ít nhất là có phục hồi kỹ thuật đúng không ạ và không thì nó sẽ phục hồi luôn trong tuần sau nhưng mà cái kịch bản phục hồi luôn thì khá là khó đặc biệt là với bọn bất động sản tại vì quan điểm của mình thấy là nhiều đội nhóm đu bất động sản và cũng kẹt hàng khá là nhiều đấy nên là cái cảm ở trên nó sẽ nhiều hơn còn để dẫn dắt thị trường hồi phục trong khoảng thời gian tới thì mình vẫn nhìn này banh này hay là thép banh thép là hai cái thằng nó sẽ hồi kỹ thuật khá là tốt khoản ra tiếp theo còn chứng khoán thì đạp hơi sâu hơi hơi căng nên là có hồi hồi t hồi t cộng nhưng mà để lít được thị trường thì chắc vẫn phải là banh và thép đó là hai cái nhóm mà mình nghĩ là để mà đánh điều chỉnh thì mọi người để ý hàng ngày cho mình mình thì mình đang bắt con nkg mình mua con nkg cho phiên ngày hôm nay còn banh thì mình chưa có ý tưởng gì cả mình cũng chưa tham gia banh và cái tỷ lệ tài khoản ở thời điểm hiện tại theo con điều của mình là sau phiên ngày hôm nay thì mình nâng lên là 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt mọi người nhé nếu mà nó về 1150 thì mình mua thêm 30% nữa Nâng lên 80% cổ phiếu 20% tiền mặt Không sao đây là mình đi dò đáy mình không bắt đáy Quan điểm của mình cái vùng này là cái vùng có nhiều hỗ trợ Và vùng, vùng chiết khấu rẻ rồi Thì mình sẽ bắt đầu tham gia tham gia và đi dò đáy dò đáy mình không bắt đáy cũng như là mình không bao giờ có ý tưởng bán đỉnh đúng không? Cái đoạn mà mà mà, mà lên 1280 đấy mình có hô là thôi, bán dần đi, mình không bán được ở đỉnh, mình không bán được 1290. Nhưng mà đó là cái vùng mà mình bắt đầu sẽ hạ thì chậm. Mình không biết đâu là đỉnh và mình cũng không biết đâu là đáy thì mình đi dò. Đó, cái phương pháp đánh của mình là cái phương pháp đánh an toàn bảo toàn vốn không cần phải 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 bán đúng đỉnh không cần phải thể hiện gì với thị trường cả miễn là sau những cái sóng tăng của thị trường mình là những người bảo toàn được cái lợi nhuận của mình không lỗ vậy là thành công đấy là cái quan điểm đầu tư của mình à, còn ở thời điểm hiện tại không phải là cái thời điểm mà mọi người phải sợ nữa mà là cái thời điểm ai còn tiền thì bắt đầu đi dò đáy cho mình còn ai mà kẹt hàng thì không bán nữa cầm tiếp đợi hồi tuần sau ok không ạ vĩ mô đang dần tích cực lên và kỹ thuật nó cũng cho ra những cái cái, cái tín hiệu về sự hồi phục nên là mọi người cũng đừng hoảng sợ nữa mọi người nhá đấy là một chút oxy về cuối tuần cho mọi người mọi người tự tin lên mình đảm bảo tuần sau sẽ có nhiều hồi cho mọi người nhá chúc các bạn ngủ ngon và giao dịch thuận lợi à xin lỗi chúc các bạn ngủ ngon và có một cuối tuần vui vẻ nhá.